Hello, xin chào, mình là Kiều Diễm và các bạn đang theo dõi S Channel. Và những ngày cuối tuần hay là cuối tháng gì đó thì sau một tuần làm việc và học tập căng thẳng và mệt mỏi thì chúng ta sẽ thường đi giải stress, như là mình có thể là đi chơi với bạn bè hoặc là đi ăn uống hoặc là đi xem phim. Còn mình thì mình thích giải stress bằng cách la hét thật là to, nên là mình hay đi karaoke. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với những một số bạn như là sinh viên như mình hoặc là các bạn đang đi làm thì giống như là cuối tháng thì lương chưa có về kịp, mà vô mấy quán karaoke đó thì có vẻ là quá xa xỉ. Cho nên là cái karaoke bây giờ thì cũng khá là phổ biến, chúng ta không còn phải ra ngoài tiệm như trước nữa, mà có thể ngay tại nhà có những cái app mà có thể karaoke online trực tiếp trên đó. Nên là trong video ngày hôm nay thì Diễm sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app karaoke rất là thú vị, đó chính là MyKara. Và nó thú vị như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Đây chính là app MyKara của chúng ta. App này thì trên cả Android và iOS các bạn đều có thể tải miễn phí về. Đây chính là giao diện chính khi mà các bạn vô MyKara. Cái phổ biến này chính là cái những cái bạn nào mà sử dụng cái phần mềm này và được các bạn hát karaoke và upload lên và có rất là nhiều lượt like. Đây các bạn, như các bạn có thể thấy đây là như cái bài hát này chẳng hạn. Anh muốn em sống sao, đó là karaoke của bạn Thanh Vũ với Ngọc Linh. Đã 4 ngày trước đó, 1.115 lượt xem, 105 tim đó. Các bạn có thể cài đặt đây là về màu sắc giao diện, như là ở đây thì màu cam, nhưng mà mình không thích màu cam, mình thích màu hồng thì mình sẽ đổi thành màu hồng đó. Và cái phần chat với chúng tôi này đó chính là các bạn karaoke trên này có bất cứ lỗi gì thì chúng ta có thể là mình nhắn tin lên đây đó, và admin sau đó sẽ trả lời cho bạn. Và cái nút mà cái con người mà đang đeo cái tai nghe này đây nè, đó chính là phần thông tin cá nhân của chúng ta đó. Đây chính là, đây chính là mình đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chính nhá, đó là phần karaoke. Đây bây giờ các bạn sẽ bấm vô cái mic này. Ở trong cái app MyKara này có một cái khá là hay, đó chính là khi mà trên cái app này có những bài mà không có karaoke thì nó sẽ liên kết với lại YouTube. Cho nên là các bạn tìm bài nào cũng có, cỡ nào cũng ra hết, từ ca trù, cải lương hay là nhạc trẻ hay là cái gì, nói chung là cũng có tất từ tật hết. Và khi mà các bạn kéo lên đây thì nó là bài song ca, có thể là hát cùng, hoặc là khi mà các bạn muốn hát hai người chẳng hạn, đó chính là mình có thể là bấm vô và mời bạn bè của mình vào hát chung. Cái phần đó là hồi sau thì mình sẽ giải thích rõ hơn. Cái này trên iOS thì nó sẽ phân ra như thế này, nhưng mà còn trên cái Android thì các bạn sẽ không thấy được cái phần cái chữ song ca này, tại vì mình cũng có test thử trên cái Android rồi, mà đó chỉ là nó chỉ hiện những cái danh sách như thế này thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết mục song ca cùng thần tượng. Đây chúng ta sẽ có hai thần tượng, đó là Subin Hoàng Sơn với lại Trăng My. Chúng ta sẽ thử coi Subin Hoàng Sơn với ca khúc là Phía Sau Một Cô Gái. Và đây chính là một cái điểm khá là thú vị, hầu như là chưa có một cái app nào ở Việt Nam về cái karaoke mà có thể là có cái chức năng này, đó chính là chức năng selfie. Đấy là khi các bạn hát, chúng ta có thể là ngoài karaoke ra thì chúng ta có thể là selfie với là làm trò các kiểu, rồi quay lên cute phu mê que hát, rồi diễn sâu deep rồi vô. Đây là có rất là nhiều bộ lọc ở đây, như là các bạn thích màu nào thì chúng ta có thể là chuyển đổi. Đây quá trời lưu quân. Đây Subin Hoàng Sơn 10 bạn hát đó. Anh Subin, anh chào bên kia, chào lắng ấy. Đó chính là điều đặc biệt, đó là khi các bạn hát thì anh Subin sẽ hát chung với ta hai video như thế này đó. Ở dưới đây thì chúng ta có các cái nút để có thể là chỉnh âm lượng. Cái đây là echo, có nghĩa là độ vang. Reverb có nghĩa là cái độ ngân, giống như là các bạn hát kiểu như là a, hát đúng là a nhưng mà cũng mình muốn ngân ra là a đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến đây sự kiện, chúng ta vô cái phần sự kiện này. Đây chính là song ca cùng Subin Hoàng Sơn các bạn. Đây là thông tin về cái event đó, nhưng mà nó qua rồi nên là các bạn nào mà muốn ra event mới thì chúng ta sẽ xem. Đây bộ xếp hạng. Đây là danh sách các bạn mà đang đứng được trong top và đã được chiến thắng. Đây quá trời, chúng ta có top 10. Và mình sẽ mở cho các bạn xem một cái để chúng ta có thể biết là khi mà các bạn hát xong thì nó ra như thế nào. Đây, mình thích Hàn Quốc nên là mình vô đi. Đấy, trời ơi đẹp quá. Đây chính là giao diện mà khi các bạn hát ra đó. Đây là những cái bình luận của các bạn đây, hay là hay quá, hay quá chị ơi. Đấy, mình thích thì mình thả tim. Đấy, mình thích thì mình phải thả tim thôi. Đó, cái khúc mà cái lượt của bạn đó là đây chị của này hát. Đấy, anh Hoàng Sơn, đấy, đấy chưa. Và đây là cái nút theo dõi, nếu mà các bạn thấy mình đi, mình thấy hát ai hát hay quá, bấm nút theo dõi họ đấy, để thể xem được những cái video clip mà họ vừa đăng tải lên, mình nghe vô đấy. Rồi chúng ta đến phần song ca. Đây có rất là nhiều bài hát. Khi mà các bạn muốn hát với bạn bè, muốn mời bạn bè mình hát chung á, thì các bạn phải theo dõi họ và họ phải theo dõi lại bạn thì chúng ta mới thể mời được. Và ở đây có một cái chức năng rất là hay, đó là khi mà chúng ta bấm vô như vậy nè. Đây mình sẽ bấm thử các bạn nhé.
Và đây, ở cái chức năng mà hát này thì chúng ta sẽ không có cái chức năng selfie. Bởi vì là karaoke với người lạ mà họ không phải là bạn, nên là đôi lúc lỡ như cái gì thấy mặt kia hết hồn không hát được thì sao. Bởi vậy là không có chức năng quay giống như là mình hát với anh Subin hay là chị Trang My. Đó, và các bạn sẽ bắt đầu và chúng ta sẽ hát y tương tự giống như là bên mình đã ca chung với Subin hồi nãy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khác ra. Đây là chức năng hát một mình. Như các bạn thấy ở trên đây là phần Micara là nó sẽ có những cái bài hát đã cài sẵn trong máy rồi. Tuy nhiên thì có một số bài về dính kiểu như là giống như là dính về bản quyền của YouTube hoặc là gì đó, như là chúng ta sẽ không có thể hát được trên đây, là khi các bạn bấm vô thì nó để là cái video này đã bị xóa. Không sao, chúng ta xuống đây karaoke trên YouTube. Đó, có rất là nhiều lựa chọn nên chúng ta hát. Và đó là tất cả những gì mà trong cái app này có. Và bây giờ thì sẽ tới một cái phần tiết mục hấp dẫn tiếp theo. Đó chính là giọng hát của Kiều Diễm Mixu trên S Channel. Hello, đây là Kiều Diễm và S Channel. Cứ vậy hoài thôi thì mình yêu nhau đi. Đừng có chờ đợi khi không một ai mơ lời. Lòng mình cứ vội vội đứng lên rồi. Đây, như các bạn thấy thì âm thanh ở đây rất là khá là ok và thấy rất là hay. Như là mình nghe thấy giọng trong mơ. Đây các bạn nghe như đấm vào tai đấy, nhưng mà vô cho đó là giọng lạnh lót và có thể chúng ta hay là làm ca sĩ cũng chẳng được chẳng hạn. Nếu cảm thấy video này hay đừng quên like, share và subscribe cho S Channel. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.